Ồ, có bạn trả lời gần đúng rồi nhưng mà chưa đúng bạn ơi. Mình phải trả lời đúng cái tên gọi của cái chiếc áo khoác này nhá. Đầy đủ tên gọi luôn. Tại vì nếu mà là fan của Couple Take thì phải biết cái này rồi. Ồ, có bạn còn có cả mã của cái áo khoác này luôn này. Ồ, có rất rất là nhiều bạn trả lời rất là nhanh và chính xác đây rồi. Nhưng mà tại vì có những bạn là cái mạng của bạn nhanh hơn, có bạn thì mạng lại bị lỗi do mưa gió ấy, cho nên là Couple Take vẫn phải dùng thuật toán để có thể tìm ra, và ngày mai lúc 12 giờ sẽ công bố kết quả cho các bạn ngay trên fanpage của Couple Take mọi người nhé. Fanpage nhanh nhất rồi. Hoặc là không thì mọi người có thể vào trên trang web của Couple Take là coupletx.com. Đây. Trang này thì lúc nào cũng sẽ hiển thị tên của tất cả những bạn mà may mắn. Ngay phần phía dưới mọi người nhé, sẽ có kết quả chương trình. Đó ở đây. Và bây giờ thì Mỹ Linh sẽ công bố đáp án của mini game mọi người nhé. Ai sẽ là người nhận được chiếc ba lô dây rút xinh xắn này? Lại phải gỡ ra một lần nữa vì thích quá mọi người ạ, cho mọi người xem. Đây. Vâng, và đáp án của chúng ta là chiếc áo Ninja Hoodies. Chỉ cần trả lời Ninja Hoodie là được rồi. Mà có nhiều bạn còn trả lời rất là chính xác là này, Ninja Hoodie 1001 cho nam và 001 cho nữ. Trời ơi, kỹ quá, đây là fan của Bồ Tết rồi. Chắc là phải phải mua hàng nhiều lắm ở đây rồi. Đấy các bạn nhé, còn nếu mà bạn nào mà rất là thích cái ba lô này nhưng mà chưa kịp tham gia mini game vừa rồi ấy, thì chúng ta hãy đến cửa hàng Couple Tech để mua nhé. Tiện lắm luôn. Và bây giờ thì mặc dù là Mỹ Linh chưa biết là năm khách hàng may mắn mà đã trúng thưởng mini game của chúng ta là ai, nhưng cũng xin được chúc mừng các bạn. Và chúc mừng các bạn hôm nay đã đều là có mặt trong livestream này và đồng hành cùng Mỹ Linh. Xin chào và hẹn gặp lại trong livestream ngày mai nhé.